Thầy chào các bạn. Để phần nào đó giúp các bạn lớp 11 đang học theo chương trình mới có cơ hội tiếp cận sớm với chương trình vật lý lớp 12 mới, và đặc biệt giúp các bạn có thể tự học chương trình vật lý lớp 12 trong thời gian hè. Thì từ buổi học hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các bạn học các bài học trong sách vật lý lớp 12 mới. Và các bài học này sẽ được đăng trên kênh Bài giảng Toán lý. Các bạn lưu ý, hãy đăng ký kênh Bài giảng Toán lý. Link của kênh thì được thầy đính kèm ở dưới phần bình luận của video để chúng ta tiện theo dõi các bài giảng vật lý lớp 12 mới. Trước khi đi vào bài số 1, tức là cấu trúc của vật chất, sự chuyển thể, thầy xin giới thiệu qua một chút về chương trình vật lý lớp 12 mới. Chương trình vật lý lớp 12 mới thì ở cả 3 bộ sách đều có 4 phần. Đây là sách Chân trời sáng tạo, phần thứ nhất chính là vật lý nhiệt. Ở phần vật lý nhiệt này thì các bạn sẽ được học lại một số kiến thức thuộc chương trình trung học cơ sở, đặc biệt là một số kiến thức về sự đông đặc, nóng chảy, rồi là phương trình cân bằng nhiệt. Phần thứ hai đó chính là phần về khí lý tưởng. Phần thứ ba là phần từ trường, và phần thứ bốn chính là vật lý hạt nhân. Như vậy là chúng ta có vật lý chương trình lớp 12 mới, chúng ta có tổng cộng 4 chương. Đây là bộ sách Chân trời sáng tạo. Tương tự thì ở đây là bộ sách Kết nối tri thức, cũng được phân chia thành 4 phần. Có sự khác nhau về cách đặt tên, còn nội dung về cơ bản là giống nhau. Vật lý nhiệt, khí lý tưởng, từ trường và vật lý hạt nhân. Tổng cộng chúng ta có cỡ theo sách Kết nối tri thức chúng ta có cỡ 25 bài. Còn theo sách Kết nối tri thức thì cách bố trí bài khác nhau thì chúng ta có khoảng 18 bài. Đó là phần nội dung chương trình lớp 12. Còn bây giờ chúng ta sẽ vào cái bài học cụ thể. Đó là bài số 1. Các bạn lưu ý rằng là nội dung bài giảng của thầy sẽ được tổng hợp từ cả 3 bộ sách, đảm bảo cho các bạn sẽ có tất cả các kiến thức từ 3 bộ sách. Bài số 1 đó là cấu trúc của vật chất, sự chuyển thể. Bài này thì được thầy chia làm 2 cái dạng bài tập. Trước khi đi vào các dạng bài tập, chúng ta sẽ có một thao tác, đó là tóm tắt lý thuyết trọng tâm. Phần thứ nhất thuộc phần lý thuyết mà các bạn cần nắm cho thầy, đó là mô hình động học phân tử. Mô hình động học phân tử. Nội dung cơ bản của mô hình động học phân tử gồm có 3 cái gạch đầu dòng. Thứ nhất, vật chất được cấu tạo bởi một số rất lớn, những hạt có kích thước rất nhỏ, và người ta gọi là phân tử. Như vậy là trong vật lý thì các bạn lưu ý cho thầy ngay ở dòng thứ nhất, cái cụm từ phân tử này, nó sẽ bao gồm này, nguyên tử, rồi phân tử hóa học đúng nghĩa, đúng không ạ? Phân tử, rồi ion. Đó, nó nghĩa nó bao hàm cả các loại hạt, nguyên tử, phân tử, ion. Các bạn không thể hiểu theo một nghĩa cứng nhắc rằng nó là phân tử, có nghĩa là phân tử theo nghĩa hóa học, mà ở đây là có kích thước rất nhỏ, các hạt có kích thước, và vật lý người ta gọi chung là phân tử, tức là ý nghĩa của nó bao hàm cả nguyên tử, phân tử đúng nghĩa và ion. Được chưa? Và đương nhiên rằng là giữa các phân tử thì có khoảng cách. Đấy là nội dung thứ nhất theo mô hình động học phân tử. Nội dung thứ hai, các phân tử chuyển động không ngừng. Các bạn lưu ý nhé, các phân tử của chúng ta luôn chuyển động không ngừng. Và chuyển động không ngừng này người ta gọi là
chuyển động nhiệt. Các bạn cùng tách luôn cho thầy cái ý, đó là các phân tử chuyển động nhiệt càng nhanh, ở nhà càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng gì ạ, càng cao. Tốc độ chuyển động của các phân tử càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao. Rồi ý thứ ba của mô hình này các bạn cần nắm, đó là các phân tử có lực tương tác. Đó, giữa các phân tử thì có lực tương tác. Lực tương tác này có thể là lực hút hay lực đẩy, các bạn lưu ý nhé. Và đôi khi người ta còn gọi chung là lực liên kết. Gọi chung là lực liên kết. Như vậy cái cụm từ liên kết này các bạn tránh sự hiểu nhầm cho thầy là nó chỉ là lực hút. Thường cái ngôn từ các bạn dễ hiểu là liên kết có nghĩa là lực hút, không phải. Đây là tên chung nhé, lực liên kết. Nó là tên chung của cả lực đẩy và lực hút, chứ không phải là lực hút không. Đấy là ba cái nội dung mà các bạn cần nắm cho thầy ở mô hình động học phân tử. Nội dung tiếp theo mà các bạn cần nắm cho thầy đó là về cấu trúc của vật chất. Ở đây chúng ta xét vật chất của tồn tại dưới dạng ba cái thể. Thể rắn này, thể lỏng, thể khí. Chúng ta đang xét vật chất tồn tại ở ba cái thể rắn, lỏng, khí. Ngoài ra chúng ta còn có cái trạng thái plasma, đúng không ạ? Và các bạn lưu tâm như thầy một chút về sự khác biệt trong cấu trúc. Đây, cấu trúc của ba cái thể này. Về cấu trúc của ba cái thể này, điểm thứ nhất là các bạn để ý cho thầy về mặt khoảng cách này, giữa các phân tử. Đó, khoảng cách thì giữa các phân tử các bạn có thể hiểu là khoảng cách trong chất khoảng cách này. Trong chất rắn thì sẽ nhỏ hơn trong chất lỏng và nhỏ hơn trong chất khí. Đó, ba cái dòng. Cụ thể là các phân tử trong chất rắn thì rất gần nhau cỡ kích thước phân tử, còn ở trong thể lỏng thì nó xa nhau, và trong thể khí thì nó rất xa nhau, tức là gấp hàng chục lần kích thước phân tử. Các bạn hình dung chưa? Rồi điểm tiếp theo về mặt cấu trúc đó là sự sắp xếp của các phân tử. Các phân tử trong chất rắn thì sắp xếp một cách có trật tự. Cái thằng này là kém trật tự hơn. Kém trật tự hơn ở đây có nghĩa là kém trật tự hơn chất rắn. Còn anh chất khí thì sẽ là hỗn độn, không có trật tự. Các bạn chú ý đặc biệt của chất khí là sẽ là hỗn độn, không có trật tự. Điểm tiếp theo về mặt cấu trúc mà chúng ta nhìn nhận ở ba thể đó là chuyển động của các phân tử. Với chất rắn thì nó chỉ dao động quanh vị trí cân bằng. Các bạn lưu ý nhé, quanh vị trí cân bằng. Đó, quanh vị trí cân bằng. Tức là các phân tử nó sẽ không rời đi xa mà nó chỉ lắc đi lắc lại, được không? Lắc đi lắc lại xung quanh nút mạng, đúng không? Dao động xung quanh nút mạng. Còn với thể lỏng thì nó cũng dao động quanh vị trí cân bằng, nhưng vị trí cân bằng này thay đổi. Tức là bản thân cái vị trí mà nó dao động, cái này nó cũng trôi đi. Đó, nó trôi đi vị trí khác, đúng không? Chất lỏng thì nó trôi đi. Và như thầy nói lúc nãy, tức là với thể khí thì nó sẽ chuyển động hỗn loạn. Cái tính chất chuyển động hỗn loạn này sẽ giúp như cái gì ạ? Thể khí luôn chiếm thể tích của gì ạ? Thể tích bình chứa. Bình chứa. Nó chiếm toàn bộ thể tích của bình chứa bởi vì nó chuyển động hỗn loạn. Còn thằng này là vị trí cân bằng thay đổi thì nó sẽ có hình dạng. Cái này sẽ có hình dạng bình chứa, hình dạng bình. Riêng với chất rắn thì nó có cái hình dạng riêng, đúng không ạ? Hình dạng riêng do là nó chỉ dao động quanh vị trí cân bằng cố định. Khác nhau giữa chất lỏng và chất rắn đó là vị trí cân bằng thay đổi và vị trí cân bằng cố định. Được chưa? Đó là nội dung thứ hai.
Nội dung thứ ba các bạn cần nắm cho thầy đó là về sự chuyển thể của các chất. Cái này thì cũng có một chút quen thuộc ở dưới trung học cơ sở, đúng không ạ? Sự chuyển thể của các chất, tức là chúng ta có rắn, lỏng, khí, cùng một loại vật chất, đúng không ạ? Thì nó có thể chuyển đổi giữa các thể khác nhau, tức là có thể chuyển từ thể lỏng sang thể thể rắn hoặc từ thể lỏng sang thể khí, vân vân. Ở đây các bạn lưu ý cho thầy một chút về mặt ngôn từ, có tên gọi riêng. Nếu mà từ thể lỏng sang thể khí thì người ta gọi là sự hóa gì ạ? Hóa hơi. Lỏng sang khí, hóa hơi. Còn khí mà sang lỏng thì người ta gọi là gì ạ? Khí mà sang lỏng thì người ta gọi là hóa lỏng hoặc là ngưng tụ, đúng không ạ? Còn khí mà sang rắn người ta gọi là ngưng kết. Khí sang rắn, ngưng kết. Rắn sang khí thì người ta gọi là thăng hoa. Các bạn chú ý là chuyển trực tiếp từ rắn mà sang khí, tức là không qua thể lỏng, thì người ta gọi là thăng hoa. Còn lỏng mà sang rắn gọi là đông đặc. Rắn mà sang lỏng thì gọi là nóng gì? Nóng chảy. Đấy là một số cái ngôn từ chuyển thể. Cái sơ đồ này chính là sơ đồ trong kết nối trí thức, các bạn có thể tham khảo cái sơ đồ này. Thế ở đây chúng ta có cái sự nóng chảy là gì? Các bạn lưu tâm cho thầy sự nóng chảy này. Sự nóng chảy là quá trình chuyển từ này, rắn mà gì ạ? Sang thể gì? Thể lỏng của các chất, chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là sự nóng chảy. Trong sự nóng chảy này có một điểm mà các bạn hết sức lưu tâm cho thầy này. Đó là chất rắn kết tinh có nhiệt độ nóng chảy xác định. Cái này thì các bạn tham khảo ở chương trình vật lý lớp 10, chất rắn kết tinh là gì, đúng không? Nhưng nhớ rằng với chất rắn kết tinh chúng ta có nhiệt nóng chảy xác định, và đương nhiên là chúng ta đang xét ở một áp suất cụ thể. Còn chất rắn vô định hình, ví dụ như hắc yến ấy, hắc yến là chất rắn vô định hình, thì nó không có nhá, không có nhiệt nóng chảy xác định. Các bạn lưu tâm cho thầy ngôn từ khá là rõ ràng, kết tinh thì có nhiệt nóng chảy xác định, còn chất rắn vô định hình thì không có nhiệt nóng chảy xác định, được chưa? Tiếp theo là về nhiệt nóng chảy riêng. Nhiệt nóng chảy riêng là gì? Chúng ta có định nghĩa nhiệt nóng chảy riêng này. Nhiệt nóng chảy riêng của một chất có giá trị bằng nhiệt lượng các bạn lưu ý cần cung cấp cho 1 kg, được chưa? Chuyển hoàn toàn từ thể rắn mà sang thể lỏng, đương nhiên là tại nhiệt độ nóng chảy. Các bạn lưu tâm cho thầy nhé, tại nhiệt độ nóng chảy. Tại sao nó lại có cái cụm từ tại nhiệt độ nóng chảy? Nhiệt độ nóng chảy bởi vì các bạn chú ý rằng là để xảy ra quá trình nóng chảy, ví dụ thầy có một cái thanh Fe này, thanh sắt, đúng không ạ? Nó mới có 25 độ C thôi, nó đang ở nhiệt độ 25 độ C. Bây giờ muốn làm cái thanh sắt này này, đúng không ạ? Thanh sắt này nóng chảy, tức là chuyển thành thể lỏng, đúng không ạ? Thể lỏng. Thì việc đầu tiên là chúng ta phải làm cho cái thanh sắt này này nó tới nhiệt độ nóng chảy, đúng không ạ? Tới nhiệt độ nóng chảy. Rồi sau khi tới nhiệt độ nóng chảy rồi, chúng ta tiếp tục cấp nhiệt lượng thì nó mới gì? Nóng chảy. Tức là chúng ta hiểu ngôn từ là có hai cái phần nhiệt lượng. Phần nhiệt lượng thứ nhất là cấp để nó nóng lên, và phần thứ hai chính là cấp để nó gì ạ? Chảy ra. Các bạn có thể hiểu như thế. Cho nên trong cái phần này người ta có cái cụm từ là tại nhiệt độ nóng chảy, thì nhiệt lượng cần cung cấp để 1 kg chất đó chuyển hoàn toàn từ thể rắn sang thể lỏng. Và công thức của nó là lambda này bằng Q chia cho M, với lambda là nhiệt nóng chảy riêng. Và đương nhiên là cái đơn vị của nó sẽ là joule trên kilo gì ạ?
joule trên kg. Đúng không ạ? Đơn vị của nhiệt nóng chảy riêng. Điểm tiếp theo mà các bạn cần nắm cho thầy đó là về sự hóa hơi. Sự hóa hơi xảy ra trên bề mặt chất lỏng gọi là sự bay hơi, ngôn từ nhé, các bạn lưu ý. Xảy ra trên bề mặt, trên bề mặt thì gọi là sự bay hơi. Còn tốc độ bay hơi của chất lỏng càng nhanh nếu diện tích mặt thoáng càng lớn, cái này khá là dễ hiểu đúng không ạ? Đường càng rộng nó càng dễ thoát. Tốc độ gió càng lớn và nhiệt độ càng cao. Như vậy là các bạn có thể hiểu rằng là tốc độ bay hơi phụ thuộc vào các yếu tố này: diện tích bề mặt thoáng này, tốc độ gió này, nhiệt độ cao này, và độ ẩm càng thấp, đấy là khả năng mà nó thâm nhập vào cái phần môi trường ở ngoài bề mặt, ngoài lòng chất lỏng là dễ dàng hơn. Được chưa ạ? Đó, các bạn lưu tâm cho thầy là sự hóa hơi xảy ra trên bề mặt chất lỏng gọi là sự bay hơi, và sự bay hơi phụ thuộc vào các yếu tố mà chúng ta được liệt kê như thế. Tiếp theo là các bạn nắm cho thầy một số cái nội dung lý thuyết về sự sôi. Sự sôi khác sự bay hơi chỗ nào? Sự hóa hơi này xảy ra bên trong bên ngoài thì gọi là bay hơi, còn bên trong thì gọi là sôi. Tức là các bạn là quan sát đặc biệt là cái hình ảnh mà khi mà chúng ta đun nước thì bắt đầu các bóng, các cái bóng nước nó sẽ bắt đầu từ dưới đáy, hoặc đáy ấm hoặc đáy nồi, nó chuyển động lên phía trên, thì đó chính là cái phần mà chứa hơi nước, hóa hơi đó, phần hơi nước ở bên trong cái bóng đấy. Thì sự hóa hơi xảy ra bên trong lòng chất lỏng gọi là sự sôi. Đương nhiên là sự sôi này xảy ra ở nhiệt độ sôi, và nhiệt độ sôi của chất lỏng phụ thuộc vào áp suất trên mặt thoáng nhé. Một cái cụm từ khá là quan trọng, sự sôi phụ thuộc vào áp suất trên mặt thoáng và bản chất của chất lỏng. Một điểm nữa mà các bạn cần lưu ý với thầy đó là trong suốt thời gian sôi thì nhiệt độ chất lỏng không thay đổi. Câu này thì cũng rất là hay bị hỏi lý thuyết: thời gian sôi, nhiệt độ chất lỏng không thay đổi. Giống như kiểu là trong suốt quá trình nóng chảy hay trong suốt quá trình đông đặc, nhiệt nóng chảy, nhiệt đông đặc cũng không thay đổi. Được chưa? Và cái cụm từ mà sự sôi này của chất lỏng phụ thuộc vào áp suất trên bề mặt thoáng, đương nhiên là phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng thì là đương nhiên rồi. Những cái phụ thuộc vào áp suất trên bề mặt thoáng, các bạn cũng lưu ý cho thầy, tức là nhiệt độ sôi ở áp suất thấp nó sẽ khác với nhiệt độ sôi ở áp suất cao. Đặc biệt là có những câu chuyện mà các bạn cần nắm, ví dụ là chúng ta có cái hình cái câu chuyện đó là luộc trứng ở trên đỉnh núi, mặc dù cảm giác là sôi nhưng chín trứng vẫn không chín được. Lý do là bởi vì trên đỉnh núi cao thì các bạn lưu ý rằng là áp suất khí quyển của chúng ta càng lên cao thì nó càng giảm, và lúc đó thì nhiệt độ sôi giảm thiêu, và chúng ta cảm giác như sôi không sôi thông thường, giống 100 độ, giống như nước thông thường mà chúng ta sử dụng ở dưới, đúng không ạ? Điểm tiếp theo mà các bạn nắm cho thầy đó là nhiệt hóa hơi riêng. Chúng ta phần này chúng ta có vài cái công thức của nhiệt hóa hơi riêng, nhiệt nóng chảy riêng rồi đến nhiệt hóa hơi riêng. Nhiệt hóa hơi riêng của một chất lỏng có giá trị bằng nhiệt lượng cần cung cấp. Các bạn lưu ý nhé, tất cả các cái khái niệm này đều có cái cụm từ là nhiệt lượng cần cung cấp cho 1 kg chất lỏng đó hóa hơi. Như vậy nhiệt lượng cần cung cấp 1 kg nóng chảy thì gọi là nhiệt nóng chảy, nhiệt cần cung cấp 1 kg hóa hơi thì gọi là nhiệt hóa hơi. Được chưa? Và đương nhiên là phải nóng chảy hoàn toàn và hóa hơi hoàn toàn. Ở kia là ở nhiệt độ nóng chảy, còn ở đây là nhiệt độ sôi. Và nhiệt hóa hơi riêng thì ký hiệu là L, nó sẽ bằng Q trên M. Được chưa? Hai đại lượng. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với các dạng bài tập. Ở đây chủ yếu bài này là phần lý thuyết và nhắc lại, cho nên thầy sẽ có cái dạng bài tập gọi là củng cố lý thuyết
thầy sẽ trích các câu hỏi thuộc kết nối tri thức cũng như là chân trời sáng tạo. Câu số 1, hãy tìm ý không đúng. Ý không đúng có nghĩa là ý gì ạ? Ý sai. Với mô hình động học phân tử trong các ý sau. Ý thứ nhất, A, các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là phân tử. Cái này chính là nội dung thứ nhất đúng không ạ? Ý thứ hai, các phân tử chuyển động không ngừng, chuyển luôn. Ý thứ ba, C, tốc độ chuyển động của các phân tử cấu tạo nên vật càng lớn thì thể tích của vật càng lớn. Cái này là sai đúng không ạ? Như vậy chúng ta chọn được phương án là C. Các bạn lưu ý rằng là chuyển động của các phân tử tạo nên vật càng lớn thì cái gì càng lớn cơ ạ? Nhiệt độ càng cao đúng không ạ? Nhiệt độ càng cao. Nó không liên quan gì tới thể tích cả. Và ý D đương nhiên là đúng, giữa các phân tử có lực tương tác gọi là lực liên kết. Các bạn lưu ý, lực liên kết phân tử thì có thể gồm cả hút và gì? Hút lẫn đẩy, gọi chung là lực liên kết. Câu số 2, hãy chọn ra câu sai trong các câu sau. Lực liên kết giữa các phân tử càng mạnh thì khoảng cách giữa chúng càng xa. Cái này là sai ngay từ đầu đúng không ạ? Càng mạnh thì càng xa. Như vậy là chúng ta chọn được luôn với câu số 2. Phương án sai là A. Và đương nhiên các bạn sẽ có 3 cái nhận định đúng ở dưới. Tức là các phân tử sắp xếp càng có trật tự thì lực liên kết giữa chúng càng mạnh. Lực liên kết giữa các phân tử ở một chất ở thể rắn sẽ lớn hơn giữa các phân tử đó ở thể khí. Đúng không? Chuẩn luôn đúng không ạ? Cái này đúng, cái này đúng. Lực liên kết giữa các phân tử gồm cả lực hút và lực đẩy. Đó, các bạn lưu ý như thế. Vừa lưu ý ở trên đúng không ạ? Chúng ta tiếp tục với câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3, một câu hỏi khá là thú vị. Khi nấu những món như luộc, ninh, nấu cơm, đến lúc sôi thì cần vặn nhỏ lửa lại, bởi vì làm sao? Đúng không? Ý thứ nhất, để lửa to làm cho nhiệt độ trong nồi tăng nhanh. Cái này là không đúng rồi. Thầy giải thích một chút. Các bạn lưu ý thầy vẫn nhắc lại này. Nhắc lại cái điểm này không là dễ nhầm. Khi mà nóng chảy hay là đông đặc hay là hóa hơi hay là ngưng tụ, được chưa? Tất tần tật các hiện tượng này nó đang xảy ra thì nhiệt độ của khối chất sẽ không đổi. Lúc đó nhiệt lượng thu vào hay tỏa ra nó chỉ phục vụ quá trình nóng chảy, phục vụ quá trình đông đặc hay phục vụ quá trình hóa hơi, phục vụ quá trình ngưng tụ. Các bạn lưu ý nhé, một cái cụm từ giúp các bạn giải quyết các câu hỏi lý thuyết. Và đương nhiên là căn cứ vào cái này, các bạn chú ý là để nhỏ lửa vẫn giữ cho trong nồi có nhiệt độ ổn định bằng nhiệt độ sôi. Các bạn lưu ý đáp án của câu số 1.3 sẽ là B. Các bạn có mở to lên, cho lửa to lên thì nó chỉ có tác dụng là làm cho quá trình hóa hơi xảy ra nhanh, chứ còn nhiệt độ nó không thay đổi. Cho nên là khi mà nó đã đạt đến sự sôi thì lúc đấy chúng ta cần vặn nhỏ lại, vẫn đảm bảo rằng nhiệt độ ổn định, được chưa? Bằng nhiệt độ sôi. Tiếp tục với câu số 1.4. Hãy chọn phương án sai trong các câu sau. Cùng một khối lượng của một chất nhưng khi ở các thể khác nhau thì sẽ khác nhau. Các bạn lưu tâm như này nhé. Sai. Đương nhiên khác nhau về thể tích là đúng ạ? Khác nhau về khối lượng riêng, khác nhau về thể tích sẽ khác nhau về khối lượng riêng. Và trật tự thì càng đúng. Như vậy là kích thước là sai. Nó không thể khác nhau về kích thước nguyên tử được, đúng không ạ? Không thay đổi. Chỉ là trật tự. Đúng không ạ?
trật tự thay đổi, mật độ thay đổi. Như vậy là khối lượng riêng thể tích trật tự thay đổi. Còn kích thước của các nguyên tử phân tử là không thay đổi. 1.5, một chất khi ở thể rắn thì có các phân tử nó được sắp xếp trật tự hơn khi ở thể lỏng, nên khối lượng riêng của chất đó khi ở thể rắn sẽ lớn hơn khi ở thể lỏng. Cái này là chưa chắc chắn luôn, chưa chắc chắn. Khoảng cách giữa các nguyên tử của chất đó khi ở thể rắn sẽ nhỏ hơn, cũng chưa chắc chắn. Thể tích của cùng một lượng chất đó khi ở thể rắn cũng chưa chắc chắn nốt. Như vậy là cả ba phương án trên đều có thể sai, đều có thể, các bạn lưu ý. Tức là nó sẽ không đúng trong trường hợp tổng quát cho mọi chất. Cho nên là người ta sẽ dùng cái từ là có thể sai, được chưa? Câu số 1.6, lực liên kết giữa các phân tử thì gồm cả lực hút và lực đẩy. Câu này thì thầy chọn luôn, nói nhiều rồi đúng không ạ? Câu số 1.7, một lượng xác định của một chất trong điều kiện áp suất bình thường khi ở thể lỏng và khi ở thể khí sẽ không khác nhau về. Đương nhiên là không khác nhau về gì ạ? Kích thước phân tử. Chúng ta đã gặp ở trên rồi đúng không ạ? Không thể khác nhau về kích thước phân tử. Vì phân tử nó không biến đổi, đúng không ạ? Không biến đổi. Không khác nhau về. Còn các cái kia thì các bạn chú ý là có thể khác nhau. Với các câu từ 18 này, 19, 20 vân vân thì thầy có cho các bạn luôn cái phương án lựa chọn để các bạn cố gắng đọc để tư duy, được chưa? Bây giờ thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tải cái file này ở dưới phần bình luận nhé. Thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn với các dạng toán thứ hai. Dạng toán thứ hai chính là dạng toán về bài tập về sự chuyển thể. Một cái dạng toán khá là quen thuộc với chương trình trung học cơ sở, đúng không ạ? Phương trình cân bằng nhiệt. Về mặt phương pháp để giải các bài toán này thì các bạn nắm cho thầy công thức về nhiệt nóng chảy này, công thức về nhiệt hóa hơi này, và công thức về nhiệt lượng thu hay tỏa, là nhiệt lượng cần cung cấp để khối lượng m tăng nhiệt độ từ T1 lên T2 hoặc là giảm nhiệt độ từ T1 xuống T2 thì sẽ là tỏa, đúng không ạ? Thu vào thì nhiệt độ tăng, còn tỏa ra thì nhiệt độ giảm. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn để các bạn hình thành lại cái phương pháp làm cái bài toán về sự chuyển thể. Thầy sẽ trích cái bài thứ nhất trong sách Chân Trời Sáng Tạo. Một nhà máy thép mỗi lần luyện được 35 tấn, tức là 35 x 10 mũ máy ạ, 3 kg, đúng không ạ? 1000 kg là 1 tấn. Cho nhiệt nóng chảy riêng của thép là 2,77 x 10 mũ 5 joule trên kg. Tính nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy thép trong mỗi lần luyện của nhà máy. Và các bạn nhớ như ta khóa cái từ là ở nhiệt độ nóng chảy. Như vậy là nhiệt lượng này chỉ cấp để làm gì thôi ạ? Làm nóng gì thôi ạ? Nóng chảy. Thì với câu A thì hướng dẫn luôn, đó là chúng ta sẽ có cái gì? Có Q cần cung cấp, đúng không ạ? Q cung cấp sẽ bằng lambda nhân gì ạ? Nhân m. Và chúng ta có lambda bằng đây rồi ạ. Đây chính là hằng số lambda nhiệt nóng chảy, đúng không ạ? Nhiệt nóng chảy riêng. Nó sẽ bằng mấy ạ? 2,77 10 mũ mấy ạ? 10 mũ 5. Mà nhân với m của chúng ta là 35 nhân 10 mũ 3 là chuyển thành kg. Bởi vì nhiệt nóng chảy riêng là tính joule kg thì người ta phải chuyển tấn sang kg. Và kết quả cái này thì các bạn sẽ tính được nó bằng cỡ 96,95, đúng không ạ? 96,95 nhân 10 mũ 8 joule.
Như vậy là chúng ta cần cấp một cái nhiệt lượng là 96,95 nhân 10^18 joule, hoặc là 9,695 nhân 10^19 là 9,695 tỷ joule, đúng không ạ? Để làm nóng chảy 35 tấn thép, và với điều kiện là thép đang ở nhiệt độ nóng điện, nóng chảy. Ý thứ hai, giả sử nhà máy sử dụng khí đốt để nấu chảy thép trong lò, biết khi đốt cháy hoàn toàn 1 kg khí đốt thì nhiệt lượng tỏa ra là, đây này chính là năng suất tỏa gì, năng suất tỏa nhiệt, suất tỏa nhiệt. Cái này thì các bạn cũng quen ở dưới trung học cơ sở rồi, người ta sẽ ký hiệu là gì ạ, Q, năng suất tỏa nhiệt ký hiệu là Q. Năng suất tỏa nhiệt khi đốt cháy hoàn toàn 1 kg khí đốt là 44 nhân 10^16 joule. Xác định lượng khí đốt cần sử dụng để tạo ra nhiệt lượng tính được ở câu A. Thì với câu B này chúng ta sẽ có cái Q cung cấp, đúng không ạ? Q cung cấp chính là bằng Q tỏa. Mà Q tỏa của chúng ta thì chính là bằng năng suất tỏa nhiệt mà nhân với gì ạ? M khí, đúng không? M khí. Từ đây thì chúng ta suy ra được đại lượng M khí thôi ạ. M khí chính là bằng Q cần cung cấp mà chia cho Q nhỏ. Q nhỏ chính là năng suất tỏa nhiệt. Chúng ta lấy 96,95 10^18 mà chia cho năng suất tỏa nhiệt là 44 10^16. Thì kết quả cái này các bạn sẽ xác định được nó bằng cỡ 220,341. Đó, 220,341. Đơn vị là kg. Các bạn kiểm tra lại con số này giúp thầy nhỉ. Bởi vì chúng ta đang thay là năng suất tỏa nhiệt là tính trên kg. Đơn vị của m khí ở đây sẽ tính theo kg. Tóm lại là chúng ta cần 220,341 kg khí để cấp cái nhiệt lượng làm nóng chảy 35 tấn ở nhiệt độ nóng chảy. Và trường hợp này là chúng ta đang xem là hoàn toàn cái năng lượng này là năng lượng có ích, không bị mất mát, đúng không ạ? Đó là câu số 1, chúng ta đụng lại cái năng suất tỏa nhiệt và đụng lại cái nhiệt nóng chảy riêng. Tiếp tục với bài số 2, bạn đọc cho thầy nội dung của bài số 2. Người ta đun sôi 0,5 lít nước có nhiệt độ ban đầu là 27 độ C, chứa trong chiếc ấm bằng đồng có khối lượng là 0,4 kg. Sau khi sôi được một lúc thì đã có 0,1 lít nước biến thành hơi. Xác định nhiệt lượng đã cung cấp cho ấm. Biết nhiệt hóa hơi của nước là 2,3 lambda nước, đúng không ạ? Lambda H2O. Nhiệt dung riêng của nước và của đồng tương ứng là, đây là nhiệt dung riêng của nước và của đồng, 4.180 joule, và của đồng là 380 joule trên kg. Chúng ta có các thông số. Đây là một bài toán khá là cơ bản mà đòi hỏi các bạn phải biết làm. Các bạn đọc đề một lúc và bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách thức làm cái bài toán này. Thực ra là cái bài toán này các bạn chỉ cần hiểu cái quá trình chuyển đổi năng lượng, quy trình thôi. Ở đây quy trình là gì? Đầu tiên các bạn cần biết như thế này. Chúng ta có một cái ấm, đúng không ạ? Thầy vẽ tượng trưng là giống một cái cốc này. Nó dễ vẽ. Thầy không có năng khiếu vẽ cho nên là thầy sẽ vẽ này. Cái cốc này là, cái ấm này là bằng đồng, đúng không ạ? Đồng Cu này. Và trong này là H2O. Thế ban đầu cái cụm này này, nó có sẽ có nhiệt độ là 27 độ C, đúng không? 27 độ C. Và sự sôi ở đây các bạn bổ sung cho thầy là nó xảy ra nhiệt độ sôi ở đây là tới 100 độ
100 độ C, nhiệt độ sôi của nước thông thường. Thế bây giờ chúng ta cần cấp cho nó một cái nhiệt lượng, đúng không ạ? Cấp cho nó một cái nhiệt lượng Q. Cấp cho nó một cái nhiệt lượng Q. Thế Q thì nó sẽ dùng làm gì? Ở đây quá trình diễn ra này, nó có hai cái giai đoạn. Q này nó sẽ dùng vào hai cái việc. Việc thứ nhất là gì? Nó sẽ mất một cái Q1 để làm cho cái cốc, à, cái ấm, cái ấm và nước. Cái cụm này nó tăng tới đâu? Tới 100 độ C. Đó, nó phải làm cấp một cái nhiệt độ Q1. Rồi sau đó nó lại cấp tiếp cho cái thằng này một cái nhiệt lượng Q2 nữa, đúng không? Nhiệt lượng Q2. Cấp tiếp cho thằng này một nhiệt lượng Q2. Q2 làm gì ạ? Sau khi tăng tới đây rồi thì nó mới bắt đầu là hóa gì ạ? Dùng vào hai việc là hóa hơi. Nó mới bắt đầu hóa hơi. Các bạn hình dung chưa ạ? Và khi hóa hơi thì cái nhiệt độ nó sẽ không đổi nữa. Không đổi. Nhiệt độ này không đổi. Đó, các bạn hiểu là cái quy trình này thế. Tóm lại là chúng ta sẽ có cái quy cung cấp này sẽ bằng cái gì? Bằng hai phần. Để có thể viết phương trình theo kiểu tiếng Việt là quy cung cấp sẽ gồm có hai phần là gì? Quy tăng nhiệt độ, tăng nhiệt độ tới nhiệt độ sôi cộng với quy gì ạ? Quy hóa hơi. Đó, có hai cái phần. Đây là phương trình cân bằng nhiệt. Thế ở đây cái phần mà tăng nhiệt độ, đúng không ạ? Tăng nhiệt độ thì người ta tính như thế nào? Ở đây viết lại quy cung cấp ở đây. Quy cung cấp này gồm có hai cái phần tăng nhiệt độ. Tăng nhiệt độ này gồm có tăng nhiệt độ của nước với lại gì ạ? CU, đúng không? Tăng cho hai anh này. Thì phần tăng của nước chúng ta sẽ áp dụng cái công thức đó là MH2O C của nước, ký hiệu là C1 rồi, đúng không ạ? Nhân với T2 trừ T1. Đấy không phải là thời gian, nó là nhiệt độ. Thì viết T2 độ C, T1 độ C thì viết ngắn gọn. Đây là phần của nước. Còn phần của đồng thì sẽ là M của CU thì nhân với C của CU là C2 nhân với T2 trừ T1. Đây mới là phần làm tăng đến nhiệt độ gì ạ? Sôi. Còn nhiệt độ hóa hơi này thì cộng với gì ạ? Để viết xuống này một chút. Đó là M. Ở đây là M bị hóa hơi này. Có 0,1 lít biến thành hơi. Đấy chưa? M. Đây là M hơi. Đấy, M hơi đi. Được chưa? Nhân với gì? Nhiệt hóa hơi. Nhiệt hóa hơi là L. Sau khi mà các bạn xây dựng được phương trình rồi, thao tác tiếp theo thì chúng ta tính toán thôi ạ. Bây giờ thầy lắp số nha. M nước lúc đầu đang là 0,5 lít. Và đương nhiên cái bài này phải bổ sung điều kiện đó là khối lượng riêng của nước ở D sẽ bằng 1.000 gì ạ? Kg trên mét gì? Mét khối. Có những thứ mà chúng ta đúng quá, hiển nhiên đôi khi chúng ta không đưa vào đề thì dẫn tới đề nó không chặt chẽ. Ở đây là nhớ là 1.000 kg, như vậy là 0,5 lít thì là 0,5 kg này. 0,5 nha. Nhân với C1 là 4180. Nhân với nhiệt độ 2 là 100. Trừ đi nhiệt độ ban đầu là mấy ạ? 27. Được chưa? Cộng với M của đồng. M của đồng ở đây là bao nhiêu? 0,4. Ấm đồng là 0,4. Nhân với C2 là 380. Các bạn lưu ý rằng là thường nhiệt cần cung cấp để nhiệt dung riêng cần cung cấp để các kim loại mà nó tăng lên 1 độ C thì thường nó khá là nhỏ so với cung cấp để khí hay là chất lỏng, đúng không ạ? Tăng thêm 1 độ C. Các bạn thấy là nó có 380. Rồi nhân với ở đây là cũng là 100 trừ đi mấy ạ? 27. Cộng với phần này là 0,1. 0,1 lít. 0,1 lít cũng chính là 0,1 kg. Nhân với nhiệt hóa hơi riêng của nó là 2,3.
10 mũ mấy ạ? 10 mũ 6. Đó, kết thúc cái phần nhiệt lượng cần cung cấp. Và các bạn kiểm tra ở đây thì tính được kết quả nó sẽ bằng 393 này. 666 666 joule. Nếu như viết theo kilojoule thì các bạn bỏ đi là thành 393,666 kilo gì ạ? Kilojoule. Chưa, kilojoule tức là 1000 joule. Đấy, với cái bài toán đặc trưng số 2 đấy. Và các bài toán sau cũng sẽ tương tự thôi. Các bạn chỉ cần tư duy cho thầy là cái nhiệt cần cung cấp nó sẽ được làm những cái việc gì, đúng không? Làm gì? Thì với các bài toán đông đặc, hóa hơi vân vân thì nó thường có hai quy trình. Quy trình thứ nhất là làm tăng nhiệt độ, và quy trình thứ hai là cấp để làm hóa gì ạ? Hóa hơi. Và bài này thì các bạn lưu ý rằng nó chỉ hóa hơi có 0,1 lít thôi. Thế là chưa hóa hơi hết, đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục với câu số 3. Để xác định nhiệt hóa hơi của nước, người ta làm thí nghiệm như sau. Đưa 10 gram hơi nước, các bạn lưu ý hơi nước nhỉ, ở nhiệt độ 100 độ C vào một nhiệt lượng kế chứa 290 gram nước ở 20 độ C. Nhiệt độ cuối cùng của hệ là 40 độ C. Hãy tính nhiệt hóa hơi của nước, cho biết nhiệt dung riêng của nhiệt lượng kế là 46 joule trên độ, nhiệt dung riêng của nước là 4,18 joule trên gam độ. Đây là gam nhé, gam độ. Thì bài này các bạn cũng cần hiểu như thầy cái quy trình thôi, đúng không? Quy trình như thế nào? Thế thì cái tại sao đưa cái hơi nước này ở nhiệt độ 100 độ C vào một nhiệt lượng kế 290 gam nước ở một nhiệt lượng kế 290 gam nước ở 20 nhá, nhiệt độ xuống còn 40 độ C. Thì các bạn lưu ý rằng là đây chính là quá trình hơi nước nó lại trở thành về gì ạ? Nước nhé, hơi nước. Hơi nước ở đây có một quá trình mà các bạn cần lưu tâm cho thầy là hơi chuyển thành nước, nước lỏng. Thì trường hợp này là trường hợp ngưng gì ạ? Ngưng tụ. Ngưng tụ thì nó sẽ gì ạ? Tỏa nhiệt. Nhớ nhá, nó là quá trình ngưng tụ, nó là tỏa nhiệt. Và chính cái nhiệt lượng do hơi nước nó ngưng tụ tỏa ra, nó sẽ làm cho cái nhiệt độ của cả cái hệ lúc sau là nó đạt lên cái 40 độ. Thấy chưa? 40 độ. Từ 20 mà lên 40. Bây giờ đầu tiên là chúng ta sẽ tính cái nhiệt lượng do 10 gram hơi nước nó tỏa ra đã. Quy trình bước 1 thầy sẽ tính này. Bước 1 đó là nhiệt lượng. Nhiệt lượng thầy viết tắt này. Do cái gì ạ? Do mấy gram? 10 gram hơi nha. Hơi. Được chưa? Tỏa ra. Và thầy tính luôn là tỏa ra khi nguội đến, khi nguội đến mấy ạ? 40 độ C. Khi nguội đến 40 độ C. Nó sẽ gồm có hai quá trình này. Nguội đến 40 độ C nhé. Gồm có hai quá trình. Các bạn lưu ý. Thầy sẽ viết cái công thức thì các bạn sẽ tưởng tượng ra thôi. Q này, phải đặt là Q1 này. Nó sẽ bằng L, tức là nhiệt hóa hơi đấy, nhân với M. M này thầy đặt là M1 đi. Đúng không? Mà cộng với cái nhiệt lượng nó tỏa ra khi giảm nhiệt độ này. M1 nhân C nhân với T sau. T trước thì T sau đúng không ạ? T trước này. Trừ đi T sau, T độ trước, trừ đi T độ sau. Tức là gồm hai quá trình. Nó ngưng thì nó tỏa, và tiếp theo là nó tỏa, nhưng sau khi nó ngưng nó vẫn đạt mấy ạ? 100 độ. Cho nên là quá trình tiếp theo nó giảm nhiệt độ nữa, giảm nhiệt độ nữa, tiếp tục tỏa.
Các bạn lưu ý cho thầy nhé. Gồm quá trình ngưng cùng tỏa này, thầy viết ra đây, ngưng cùng tỏa và giảm nhiệt độ cùng tỏa, giảm nhiệt tỏa. Cho nên thầy viết cái quy này cho cả quá trình từ việc ngưng tới 40 độ, giảm tới 40 độ C. Và ta đặt phương trình này viết gọn lại đi ạ, đúng không ạ? Ta viết gọn lại đi. Viết gọn lại. Ở đây sẽ là L này, M1 thì giữ nguyên cộng với M1C. Và nhiệt độ ở đây sẽ là từ 100 mà trừ đi 40 là mấy ạ? 100 trừ đi 40. Đây, phương trình thứ nhất là Joule. Đặt như thế đi. Tiếp tục nào. Bây giờ các bạn cần hiểu cho thầy nữa, nhiệt lượng do nước trong nhiệt kế hấp thụ là bằng bao nhiêu, đúng không ạ? Nhiệt lượng do nước trong nhiệt kế hấp thụ, nhiệt lượng mà nước trong nhiệt kế hấp thụ, hấp thụ từ ở trên tỏa ra, đúng không ạ? Để đặt là Q mấy đi ạ? Để đặt là Q2 đi. Cái này thì công thức ở dưới khá là quen thuộc, nó sẽ là M2C nhân với T2 trừ T1. Ở đây là 40 trừ 20, đúng không ạ? T sau cái thằng này lại là sau lại lớn hơn trước. Như vậy là T40 thì viết luôn nhé, 40 trừ đi 20. Ban đầu nó có 20 độ mà bây giờ nó được nâng lên 40 độ. Đúng không ạ? Và cái này thì thầy viết bằng gọn lại là bằng 20 M2 nhân với C. Tiếp tục này. Bây giờ chúng ta tính nhiệt lượng do nhiệt kế hấp thụ, đúng không ạ? Nhiệt lượng do nhiệt kế hấp thụ sẽ là gì? Nhiệt lượng do nhiệt kế hấp thụ. Nhiệt lượng do nhiệt kế hấp thụ sẽ là bao nhiêu thì các bạn chú ý cho thầy, nó sẽ bằng ở đây là bao nhiêu rồi nhỉ? Nhiệt dung riêng của nhiệt kế là 46 này, đúng chưa? Nhiệt dung riêng của nhiệt kế là 46. Nhiệt dung riêng của nước ở đây có rồi thì chúng ta sẽ có ở đây, các bạn lưu ý cho thầy đây, nó sẽ bằng Q, ta đặt là Q3 đi, đúng không ạ? Q3 đi. Các bạn nào, cứ đặt nó là Q3 đi. Q2 rồi, giờ có Q3. Nó sẽ bằng khối lượng M này. M3C. C của nó là C nhiệt kế CK nhân với 40 mà trừ đi 2 gì ạ? 20. Đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ có cái gì? Các bạn lưu ý cho thầy là chúng ta sẽ có cái phương trình cân bằng nhiệt thôi, đúng không ạ? Phương trình cân bằng nhiệt. Phương trình cân bằng nhiệt là gì? Cân bằng nhiệt. Chúng ta sẽ có Q1, tức là do cái anh hơi nó ngưng tụ, nó tỏa ra và nó giảm nhiệt độ, đúng không? Nó cũng tỏa ra sẽ bằng Q mấy ạ? Q2 cộng Q mấy ạ? Q3. Đó. Xong rồi, sau khi có cái sự cân bằng nhiệt này á, cái phương trình cân bằng nhiệt này thì các bạn sẽ rút ra được thôi, đúng không ạ? Rút ra. Giờ chúng ta rút ra như thế nào? Các bạn biến đổi tương đương này, các bạn đọc nhé, rút ra như sau.
tương đương. Các bạn cũng lưu ý như thế này, cái này có 20 m2c, các bạn cần hiểu kỹ thầy một chút, thầy phân tích một chút. Bài này thì thầy sẽ lắng cho các bạn một chút, thầy phân tích kỹ cái chỗ Q2 này một chút để các bạn kịp thay số này. Cái Q2 này á, tức là nó sẽ bằng M2 là khối lượng của cái nhiệt lượng kế mà nhân với C nhân với 40 trừ 20 là delta T đấy. Nhưng các bạn chú ý rằng là nó cũng bằng cái gì? Nó cũng bằng Q này mà chia cho delta T. Thế cái Q này là cái gì? Các bạn lưu ý cho thầy nhá, Q mà nhân với delta T, hoặc là thầy dùng cái gần gũi hơn, đó là CK. Đây thầy đang dùng CK thì các bạn sẽ dễ hiểu hơn. CK này mà nhân với delta T, CK nhân delta T. Bởi vì CK là gì? CK đã biết đây này, chúng ta không cần biết khối lượng của nhiệt lượng kế là bao nhiêu cả. Bạn lưu ý nhá, không cần biết khối lượng của nhiệt lượng kế là bao nhiêu cả, nhưng mà biết được là để tăng một độ, để tăng một độ thì cần cấp cho nhiệt kế 46 joule. Như vậy là các bạn, cái này là C kế đúng không ạ? Trùng với C kế mà chúng ta ký hiệu, thầy giải thích sâu một chút. Thế thì để tăng được delta T 1 nha, thì cần cấp cái này 1 độ này, cấp CK. Bây giờ tăng delta T độ thì cấp Q. Q này chính là Q gì ạ? Q2. Chúng ta sẽ có Q2 chính là bằng delta T mà nhân với C gì ạ? CK. Đây, delta T nhân với CK. Như vậy là các bạn biến cái phương trình này sẽ thành cái gì ạ? L1 cộng với M1 C nhân với ở đây là 100 trừ đi mấy rồi? Trừ đi 40 là thành gì ạ? 60. Đúng chưa? Bằng gì? Q2 chúng ta vừa giải thích xong, nó là CK nhân với delta T. Delta T của chúng ta ở đây là 40 trừ 20 là còn 2 gì? 20. Được chưa ạ? Mà cộng với cái gì nữa? Nhiệt lượng kế hấp thụ đây này, nhiệt lượng kế hấp thụ. Đúng chưa? Nhiệt lượng kế hấp thụ. Đây chính là bằng cái này. CK, bỏ cái này đi. CK nhân với 20, đây là Q3. Còn Q2 của chúng ta là cộng với 20 nhân với M2C. Đúng chưa? Thì từ đây các bạn có hết các số liệu rồi. Số liệu có hết rồi. Đổi, nhớ đổi sang kg. Còn CK này các bạn chú ý nhá, 46 joule trên độ. Rồi C của H2O là 4,18 joule trên gam độ ấy. Thì các bạn để tính ra, thay đổi ra kg, thì các bạn phải đổi là cái này thành 48 gì ạ? 0 joule trên kg độ. Kg độ. Được chưa? Thì sau đó các bạn sẽ suy ra được cho thầy cái con L của H2O rồi ạ. L phương trình này nó bằng cỡ 22.265,6. Được chưa? Joule trên gam. Joule trên gam. Đó. Đấy nhá, đây là joule trên gam đấy, chứ không phải là trên kg. Nếu trên kg thì các bạn lại phải nhân với 10 mũ mấy nữa? 10 mũ 3 nữa, tức là 22.65,6 nhân 10 mũ 3 joule trên kg. Đó. Làm hóa hơi, nhiệt hóa hơi riêng của nước. Quan trọng nhất là cái bài này các bạn tư duy cho thầy theo kiểu là để tăng một độ
thì cần cấp cho nhiệt kế là 46 joule. Như vậy là cái quy mà nhiệt kế được nó sẽ là bỏ cái con M này nhá. Các bạn ý cái con M này cũng có mà CK nhân với cái này, bởi vì đây là người ta trồng chung chứ không phải là tính cho 1 kg hay gì mà tính cho cả nhiệt gì ạ. Cái CK là tính cho cả cả nhiệt kế này chứ không tính trên đơn vị kg. Tương tự thì các bạn có thể giải cái bài số 4, đúng không? Số 4. Số 4 này. Số 5 vân vân. Quá trình nó tương tự thôi, không có gì mà khó khăn ở mấy cái bài này cả. Thì cái phần lời giải thì sẽ đính kèm ở những cái file các bạn có thể tự theo dõi nhé, các bạn tự nghiên cứu. Thì cái phần này nó cũng không phải là phức tạp cho nên thầy sẽ để các bạn tự đọc tự nghiên cứu. Nhưng quá trình các bạn đọc thì luôn nhớ cho thầy là xem cái năng lượng, cái nhiệt lượng cần cung cấp nó dùng vào những cái việc gì. Trong đó có những cái thầy nhấn mạnh là có những cái việc là nó sẽ dùng là tăng nhiệt độ này. Tăng nhiệt độ, đúng không? Tăng nhiệt độ. Rồi là làm nóng chảy này. Làm hóa gì ạ? Làm hóa hơi này. Đó. Còn khi mà ngưng tụ này. Ngưng tụ. Hay là đông đặc. Đông đặc thì nó lại gì? Nó lại tỏa. Đó. Còn cái này là tu. Tu đúng không ạ? Tu. Các bạn chú ý cho thầy mấy cái ngôn từ này. Được chưa? Thế đây là bài khởi đầu. Các bài sau thì sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết hơn. Và các bạn nhớ để theo dõi các bài sau. Để cho các bạn tiện theo dõi thì sẽ đăng trên cái kênh bài giảng toán lý. Kênh mới hoàn toàn để các bạn tiện học chương trình mới. Đính kèm ở dưới phần link đính kèm ở dưới phần bình luận của video.